giờ này chắc khó kiếm chỗ đậu xe nha bà con. Đang đói bụng ở đây, lại đây mười mấy đồng ăn tô, chưa tới 20 đồng ăn tô cho rồi. Rồi hên quá có chỗ đậu rồi đây. Đang đậu xe rồi nha, đang lội vô nhà hàng Nắng Mai. Bây giờ Lan tới nhà hàng Nắng Mai rồi nha. Để vô coi có món nào nước mình ăn đây, đói bụng bà con. Chứ bây giờ về bài nhà nấu nữa, rồi tới chiều nấu nữa cực lắm. Thôi bây giờ nè, ăn buổi sáng ở đây đi nha. Hello, chào cả nhà. Lan đang ở nhà hàng Nắng Mai ở khu Bợt nha. Lại đây ăn bún quế. Thôi Lan mời cả nhà nha. Đây là kêu tô bún quế nha. Rồi, Lan mời cả nhà ăn bún quế với Lan. Mời cả nhà ăn bún quế nha. Giá nào vô. Wow, quên nó biết có cay không nữa mà đi đẹp để sắp tới ngồi cay khỏi ăn đi nha. Mời cả nhà ngồi gần cây quạt nó thổi như khù hù qua con bay giấy hết trơn nè. Lần đầu ăn thử bún quế đây nha. Ngon lắm nha, bạn lấy tỏi ngâm giấm nè. Ở đây nó như là ăn nướng vậy đó. Đặc biệt ở bún bò Huế đây là em nó để nem nướng nha, không có để chả mà để nem nướng. Lan mời cả nhà nha.
Ăn xong mà tính mua một ly sinh tố bằng cầu, mà đợi khoảng 15 phút thôi là anh chạy về, không có lái không mua. Lâu quá thôi là anh đi về chỗ anh Liêm. Nãy giờ là anh đi tới xe xin mấy cục kẹo ra xe ăn đi về đằng anh Liêm nha. Nói chung giấc trưa thì cũng bận quá, chạy đi ăn cái đằng chạy vô anh Liêm ngồi chơi với anh nữa. Chứ chạy về nhà làm đồ ăn nữa cũng mất thời gian, lại ở đây ăn tô bún quế gì cũng có 18 đồng thôi, cho nó nhanh cho rồi. Thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Lan cảm ơn bà con rất nhiều bỏ thời giờ coi phim của Lan. Thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, bye bye.